em là đi bàn giao một bộ trường kỷ cho khách nhé. Hai bộ thì một bộ mới tiếp tục là một bộ nữa đây. Đây đang trên đường đi đây. À, đội ngũ Tùng Tám kính chào bác nhá. Hiện tại là chúng tôi đang có mặt tại nhà thờ họ Vi tại xã Đồng Lương, Cẩm Khê ở đây. Hôm nay anh em chúng tôi đến là bàn giao một bộ trường kỷ gỗ lim cho một khách hàng cũ. Đây, công viên nhà thờ đây. Anh em tôi là đến bàn giao bộ trường kỷ cho chú Điệp. Đây anh em chú Điệp nha. Mua cho nhà thờ một bộ trường kỷ gỗ lim. Đúng rồi, nó chỉ có 3 món thôi bác. Ở nhà thờ mình ngồi trường kỷ này thì nhà thờ nhà cấp 4. Đúng rồi. Năm ngoái bọn cháu cũng chở ở đây mà. Hình như đầu năm ngoái chú nhỉ? Cuối năm kia. À cuối năm kia. Hôm đấy là đến nhà thờ mình vẫn đang làm dở, đang làm chưa xong. Vẫn đang thi công. Cho chúng mày vào ngồi đi. Vâng. Ngồi đi. Chờ cái ông đến mới chạy thôi. À dạ vâng. À, dạ. Đây là hình ảnh tổng thể nhà thờ họ Vi quý vị nhá. Tôi có quay lại review làm kỷ niệm. Thì phía trước là có đây, hàng cây cảnh nhá em. Cây đào. À, có một trái cây đang ra hoa này. Có một bức bình phong bằng đá đây. Đá nguyên khối. Bức bình phong đá nguyên khối đây. Hiện tại bộ trường này là đang chờ bác trưởng họ là để đến để làm cái lễ thì mới cho vào. Ngoài ra là hai bên này đôi trụ cột đá này, những lư hương đá này. Nhà gỗ ba gian. Tôi có đi vào bên trong review qua cho mọi người xem. Cửa gỗ lim. Cửa gỗ lim. Và đây là cái bộ trường kỷ chúng tôi đã bàn giao trước đây rồi. Đây không gian bên trong này. Một chiếc sập. Co cái này phải vam vào. Mặt này đang ngót này phải vam. Và cái này tiếp tục vâng, vâng. Cái này là để nó ngót mà xong mình vam lại mà đằng kia nó để hở mà. Ừ. Đấy. Này vam. Đúng rồi. Vâng vâng. Cái sập này rồi. Hai cái mình vác vam hoặc búa gõ là nó kín cho nó. Vâng vâng. À. Cái chân mọng là nó làm nó còn ngơi ra đúng không? Không, không gắn vậy. Toàn bộ cái mặt sập này là bọn làm này không gắn hết như này. Những cái này không gắn hết đây. Đấy, mai kia mình để hở chỗ này này, thế là mình vam vào thì là nó kín đằng trước rồi. Thì cái này nó sẽ nhỏ lại này. Đó. Nó co ngót thế bởi vì tấm gỗ nó to. Tấm gỗ nó to phải mấy năm nó không ngót hết rồi. Làm sập tôi thấy ai thường thường vẫn làm kiểu đấy. Đúng rồi. Nguyên tắc là bỏ bỏ mấy cái kín. Bộ này đặt vào đấy thì bác. Ừ, bộ này sẽ đặt vào đây. Đấy. Đây bây giờ anh em là cho vào nhà quý vị nhá. Đấy, anh vào trước đi. Thank you.
Đây là bộ trường mà chúng tôi vừa bàn giao quý vị nhé, vừa lắp đặt bàn giao ở bên này, bên kia bộ nó hai bên bộ đối nhau. Đây là chú Điệp. Chính là năm trước là chú đã mua một bộ rồi, đây là tiếp tục bộ thứ hai. Chú Điệp cho xin ý kiến là chú bàn giao mình hai bộ rồi, nay tiếp tục bàn giao bộ nữa thì ok mọi người nha, quý vị có nhu cầu thì liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở mình ở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510 806, là website đồ gỗ Tùng Tám.com. Xin chào mọi người.